Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, giá vàng trong nước ít biến động. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay ở trên ngưỡng 1.920 đô la Mỹ một ounce, khi đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.450.000 đồng một lượng, chiều bán 69.170.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán tại SJC 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68.250.000 đồng một lượng, chiều bán 69.150.000 đồng một lượng. Giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 69.100.000 đồng một lượng. Giá cũng không thay đổi so với phiên liền trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 800 cho đến 900.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68.400.000 đồng một lượng, chiều bán 69.150.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 69.150.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chất chiều mua và chiều bán tại PNG 750.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.350.000 đồng một lượng, chiều bán 69.050.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu ở chiều mua đứng tại mức 68.360.000 đồng một lượng, chiều bán 69.030.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 68.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 68.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank ở chiều mua đang đứng tại mức 68.450.000 đồng một lượng, chiều bán 68.950.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết tại mức từ 22.172.000 đồng một lượng đến 56.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24.172.000 đồng một lượng đến 57.900.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.924,68 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 5,05 đô la với tỷ lệ 0,26%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.919 đô la Mỹ và cao nhất 1.929 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 56.300.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 12.800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.600.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 26.575 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,01%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã chốt tuần tại mức 105,58 điểm, trong phiên đã tăng 0,21%.
Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 4,438% một năm, giảm 0,05% trong phiên. Giá dầu thô thế giới cũng đã chốt tuần tại mức 90,93 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,85%. Thưa các bạn, kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi vùng trung lập. Thế nhưng, một số chuyên gia lạc quan khi cho rằng kim loại quý này có vị trí tốt để hưởng lợi khi tâm lý đã thay đổi. Hiện tại, kỳ vọng về một cuộc hạ cánh mềm ngày càng tăng lên, nhưng không ít nhà phân tích vẫn tỏ ra nghi ngờ liệu mục tiêu lạc quan này có thể đạt được hay không. Theo một số nhà phân tích, hành động giá trong thời gian qua chứng tỏ các nhà đầu tư đang có lập trường thận trọng hơn để bảo vệ mình trước suy thoái. Nhìn vào những gì vàng đối mặt trong tuần này có thể thấy được sự kiên cường của kim loại quý này. Cụ thể, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed không tăng lãi suất vào ngày hôm thứ Tư, nhưng cơ quan này vẫn duy trì quan điểm diều hâu. Chủ tịch Fed ông Powell cho biết, mặc dù lãi suất đã gần đạt đỉnh, nhưng Ngân hàng Trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức hạn chế trong thời gian tới. Điều ngạc nhiên lớn nhất đối với nhiều nhà kinh tế trong quyết định tuần này là Ngân hàng Trung ương chỉ thấy có 2 lần cắt giảm lãi suất tiềm năng vào năm tới, giảm so với 4 lần cắt giảm lãi suất dự kiến vào tháng 6. Lập trường của Fed đã đẩy lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 15 năm ở mức 4,5%. Đồng thời, chỉ số đồng đô la Mỹ đã đẩy trên 105 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Các nhà phân tích tại ngân hàng Commerzbank lưu ý, lợi suất thực tế đã đạt 2%, tăng 50 điểm cơ bản so với tháng trước. Bất chấp tất cả những điều đó, vàng vẫn tiếp tục giữ được ở ngưỡng tâm lý quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với tin Kiko News, ông Georgi Milling, chiến lược gia trưởng về vàng tại Global Advisor nói rằng vàng vẫn là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư quan trọng khi Fed tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế để hạ nhiệt lạm phát. Không chỉ có Fed, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản cũng giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Mặc dù thị trường vàng thiếu động lực trong khi các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc, ông Milling lưu ý, kim loại quý này vẫn còn tiềm năng tăng đáng kể khi kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy các nhà đầu tư vẫn chọn vàng là một kênh đầu tư an toàn. Ngoài ra, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục cung cấp cơ sở vững chắc. Các nhà phân tích tại Hội đồng Vàng Thế giới báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương Nga đã mua 3 tấn vàng vào tháng trước và dự trữ vàng của Nga hiện đã trở lại mức năm 2022. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.